Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 14 tháng 3 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Công an Việt Nam sẽ bắn hay không bắn vào người dân Việt Nam khi họ đi biểu tình. Những người quan tâm đến vụ án Đồng Tâm và đài tiếng nói AFA tại Mỹ tiếp xúc cho rằng việc tòa án y án sơ thẩm vào hôm 8 tháng 3 là một chỉ dấu về chủ trương trấn áp của Đảng Cộng sản Việt Nam và chính phủ nước này đối với mọi chỉ trích phản đối từ người dân. Rất nhiều người đã lên tiếng trên mạng xã hội rằng lực lượng chức năng từ nay về sau có thể bắn dân theo mệnh lệnh mà không cần biết pháp luật, lý lẽ, đúng hay sai như thế nào. Sự phản kháng của người dân đứng trước những bất công của xã hội cũng sẽ bị dập tắt vì ai cũng có thể giống như cụ Lê Đình Kình. Người bị bắn chết vào rạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020 khi chính quyền Hà Nội điều động hàng ngàn công an tấn công vào làng xã Đồng Tâm vì những tranh chấp đất đai của người dân với quân đội. Đây là hình ảnh người dân Đồng Tâm đón cụ Lê Đình Kình xuất viện sau khi bị công an đánh gãy chân vào hồi năm 2017. Áp lực đối với quân đội Miến Điện gia tăng sau khi các tướng lật đổ chính quyền của bà Aung San Suu Kyi và ra tay đàn áp các tiếng nói đòi dân chủ. Tính đến ngày 12 tháng 3, theo Liên Hợp Quốc, ít nhất 70 người biểu tình đã bị thiệt mạng khi quân đội nổ súng vào người biểu tình và hơn 2.000 người đã bị bắt từ sau cuộc đảo chính của quân sự. Trước sự đàn áp khốc liệt của quân đội Myanmar, giới đấu tranh Miến Điện đã không lùi bước và vẫn tiếp tục kêu gọi người dân xuống đường. Trong cùng ngày, Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3, truyền thông quốc tế loan tải hình ảnh hai cảnh sát ở Myanmar đã quỳ xuống và lệnh đáp trả một người nữ tu khi bà xuất hiện và quỳ gối cầu xin họ đừng bắn vào trẻ em và người dân Miến Điện biểu tình. Bản tin của hãng Reuters đánh đi vào ngày 10 tháng 3 chia sẻ câu chuyện của Pa Theng, một sĩ quan cảnh sát đào tẩu khỏi Myanmar đến Ấn Độ vì đã từ chối không thực hiện lệnh bắn vào người dân đi biểu tình. Sĩ quan cảnh sát Tha Pen cho biết thêm rằng có 6 đồng nghiệp của mình trong cùng ngày 27 tháng 2 đã không tuân lệnh cấp trên khi được yêu cầu bắn vào người dân. Một nữ cảnh sát Myanmar khác 24 tuổi tên là Die trong cuộc trò chuyện với hãng Reuters chia sẻ rằng cô đã không thực hiện theo lệnh của cấp trên yêu cầu phải bắt các phụ nữ tham gia biểu tình chống quân đội Myanmar đảo chính. Cô Die nói rằng tại đồn cảnh sát ở thị trấn miền núi Pha Lam, nơi cô làm việc có đến 90% nhân viên ủng hộ người dân Miến Điện biểu tình. Và có những người vì chống lại mệnh lệnh của cấp trên mà buộc phải đào thoát đến Ấn Độ. Những hình ảnh và câu chuyện về cảnh sát cùng với người dân biểu tình ở đất nước Myanmar đã làm lay động lòng người và khiến cho cả thế giới hướng mắt theo dõi từng giây từng phút. Đây là hình ảnh hai cảnh sát Myanmar quỳ lạy đáp trả nữ tu quỳ gối xin đừng bắn vào trẻ em và người dân biểu tình ở bang Kachin. Hình ảnh chụp vào ngày 8 tháng 3 năm 2021. Thế còn tại Việt Nam thì sao? Nhà hoạt động dân chủ kỹ sư Trần Bang vào tối ngày 11 tháng 3 nói với đài FA về cảm nhận của ông đối với các lực lượng chức năng của chính quyền Việt Nam trong những cuộc biểu tình mà ông đã từng tham gia trước đây. Trong các cuộc biểu tình, những người thuộc lực lượng chức năng ra hiện trường thì có lẽ họ không làm chủ được bản thân, tức là họ được huấn luyện và nghe chỉ đạo từ cấp trên. Và nếu mà cấp trên cho rằng cần phải cương quyết và cho rằng những người biểu tình là lực lượng phá hoại, lật đổ hay cho đó là những người xấu thì họ cần phải trấn áp. Thế thì khi đó họ có những tâm lý khác nhau, nếu bình tĩnh ra thì người biểu tình là đồng bào của chính họ. Nhưng khi trong các cuộc biểu tình thì tự nhiên do áp lực từ cấp trên mà biến họ thành kẻ thù của người dân. Kỹ sư Trần Bang đã từng bị đánh đập chảy máu đầu trong một cuộc biểu tình ở Sài Gòn cũng nhấn mạnh với đài FA rằng trong thực tế qua các cuộc biểu tình thì ông ghi nhận những người đánh đập người dân không phải là những người khoác áo lực lượng chức năng mà người biểu tình tại Việt Nam phải đối mặt với tình huống những người không mặc sắc phục sử dụng bạo lực để trấn áp họ. Ông nói tiếp, những kẻ đánh đập và trấn áp người biểu tình là những người không mặc sắc phục. Những người đó giống như xã hội đen, đen với đỏ cài với nhau, tức là không mang tính chính danh. Những người đứng đầu chính quyền muốn đàn áp họ nhưng lại không muốn nói họ đàn áp dân. Đa số mặc thường phục cho nên chính quyền có thể chối tội. Ở Việt Nam là như vậy. Và nhà hoạt động dân chủ Đinh Quang Tuyến cũng từng bị một nhóm người được cho là an ninh và mật vụ giả danh côn đồ tấn công vào trung tuần tháng 5 năm 2015. Đây là hình ảnh người biểu tình phản đối luật an ninh mạng và luật đặc khu vào ngày 10 tháng 6 năm 2018 tại Sài Gòn. Vào tối ngày 11 tháng 3, ông Đinh Quang Tuyến lên tiếng với đài FA rằng
lực lượng chức năng của Việt Nam hành xử đối với người biểu tình rất khác so với những quốc gia trong khu vực. Theo tôi thấy thì công an, cảnh sát 113 hay những người tham gia đàn áp người biểu tình ở Việt Nam, họ không giống như ở những nước khác, họ bị tẩy não. Chẳng hạn như ở Myanmar có chính quyền độc tài, đảo chính, tuy nhiên lại không có các hoạt động tuyên truyền tẩy não. Mặc dù tại Myanmar là nước độc tài nhưng không phải là một quốc gia cộng sản. Còn những lực lượng trong công an, quân đội đàn áp người biểu tình ở Việt Nam thì họ bị tẩy não, bị hoàn toàn phụ thuộc và như nô lệ ăn bám vào chế độ và mất đi tình người. Cho nên không trông mong gì vào những cảm xúc của công an Việt Nam thay đổi cả. Cựu đại úy quân đội nhân dân Việt Nam, ông Võ Minh Đức, trong cùng tối ngày 11 tháng 3 lý giải về sự tẩy não mà nhà hoạt động dân chủ Đinh Quang Tuyến vừa đề cập. Ông Võ Minh Đức chia sẻ rằng ông tốt nghiệp và trở thành sĩ quan trong quân đội nhân dân Việt Nam vào thời điểm diễn ra những phong trào dân chủ ở các nước Đông Âu và hệ thống xã hội chủ nghĩa ở châu Âu cũng lần lượt bị sụp đổ. Là một sĩ quan có trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, ông Võ Minh Đức được đào tạo, huấn luyện và truyền tải chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam là quân đội Việt Nam phải trung thành với Đảng. Tôi là một trong những thành phần góp phần vào việc đó, nghĩa là bảo vệ Đảng và bảo vệ chế độ này trước, chứ nhân dân là sau. Họ tuyên truyền là như thế. Cho đến thời điểm hiện tại, sau khi tôi giải ngũ được 21 năm rồi, tôi vẫn phải tham gia vào lực lượng dự bị động viên hạng 1 của địa phương cả 20 năm trở về trước. Đây là hình ảnh hai ông Lê Đình Chức bên trái và Lê Đình Công bị y án tử hình tại phiên tòa phúc thẩm xét xử 6 người dân Đồng Tâm ở Hà Nội vào hôm 9 tháng 3 năm 2021. Vị sĩ quan quân đội này nói tiếp, mỗi lần đi họp mặt và mỗi lần lãnh tiền trợ cấp hàng tháng, hàng quý, họ vẫn tuyên truyền cho chúng tôi tình hình chính trị, thời sự trong nước cũng như quốc tế và họ vẫn nói phải bảo vệ chế độ và Đảng này trước hết. Đài FA đặt vấn đề với cựu đại úy Võ Minh Đức rằng trong tình huống ở Việt Nam có thể xảy ra những cuộc biểu tình và sau vụ việc Đồng Tâm liệu rằng ông sẽ chọn hình thức tuân phục mệnh lệnh một khi được yêu cầu bảo vệ Đảng và bảo vệ chế độ bằng cách bắn vào nhân dân như ở Myanmar hiện nay hay không? Ông Võ Minh Đức trả lời câu hỏi như sau. Về mặt cá nhân, ai tôi không biết, nhưng cho đến giờ tôi hơn 50 năm tuổi rồi, tôi tự biết tôi là quân nhân và tôi là con cháu của nhân dân mà ra. Và quân đội thì phải hiểu theo nguyên tắc cơ bản nhất là bảo vệ đất nước và bảo vệ người dân, không phải bảo vệ một phe phái chính trị nào hết. Cho nên cá nhân tôi nói thật rằng nếu xảy ra biểu tình và biểu tình đi ra càn quét dân và bắn vào dân là không bao giờ có chuyện đó đâu. Liên quan nhận xét với giới trẻ trong các lực lượng chức năng tại Việt Nam, cựu đại úy Võ Minh Đức nêu lên quan điểm của ông tiếp tục như sau. Nếu nói về thế hệ trẻ thì tôi nghĩ thời nào cũng thế thôi, họ nghe và họ bị nhồi nhét như thế thôi. Nhưng tôi nghĩ kể cả thời đó đến bây giờ, các bạn có tham gia nhập ngũ chẳng qua là do pháp luật bắt buộc chứ họ không muốn cầm súng và bước vào hàng ngũ quân đội đâu. Thế còn để hỏi có giống mình hay không, có ý thức bảo vệ Đảng và chế độ hay không thì tôi nghĩ họ chắc là cũng giống như tôi ngày xưa thôi. Tôi đảm bảo là họ không bao giờ làm điều đó cả. Đồng quan điểm với cựu đại úy Võ Minh Đức, nhà hoạt động dân chủ Trần Bang cho rằng các lực lượng chức năng của Việt Nam sẽ không bắn vào người biểu tình như đang xảy ra tại Myanmar. Đây là hình ảnh 3.000 lính đặc nhiệm của Bộ Công an tấn công vào làng Đồng Tâm vào rạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020 đã giết chết đảng viên lão thành cách mạng Lê Đình Kình và bắt đi 30 người dân của làng. Ví dụ như cuộc biểu tình chống dự luật đặc khu ở Phan Rí vào hồi năm 2018. Trong cuộc biểu tình đó, lực lượng chức năng mang sắc phục đã không dám chống lại người dân tham gia biểu tình. Họ đã bỏ khiên, bỏ vũ khí và đã trèo tường, bỏ chạy và trốn vào doanh trại. Thế thì rõ ràng là lực lượng chức năng Việt Nam khi có biểu tình lớn, tôi tin rằng họ sẽ hành xử khác bên Miến Điện. Tuy vậy, nhà hoạt động dân chủ Đinh Quang Tuyến lưu ý rằng với áp lực như ở Myanmar hiện nay thì thế nào họ cũng bắn chắc luôn. Ông Đinh Quang Tuyến đưa ra lập luận rằng chính quyền Việt Nam sẽ áp dụng chiến thuật bắn vào những người thành viên chủ chốt của các cuộc biểu tình lớn. Ông nói tiếp, nếu mà tôi xông ra thì họ sẽ đâm chém và bắt tốt luôn, không nói nhiều. Tại vì họ không bắn vu vơ, họ bắn vào những người cốt lõi thôi, bởi do Việt Nam dùng chính sách chặn từ trong trứng nước, chặn ngay tại cửa nhà. Cho đến khi bị dồn vào tình huống bị áp lực quá thì họ sẽ bắn vào những người cốt lõi. Thế nhưng nhà hoạt động dân chủ Đinh Quang Tuyến cho rằng dù có những nỗi lo ngại và sợ hãi, tuy nhiên người dân Việt Nam không bao giờ khuất phục trước bạo quyền. Ông Đinh Quang Tuyến nhắc lại truyền thống hào hùng của dân tộc Việt Nam
là người dân có thể đẩy thuyền và cũng có thể lật thuyền xuyên suốt bao nhiêu năm và bao nhiêu triều đại, khoảng 4.000 năm lịch sử. Vì thế, nhà nước Việt Nam và Đảng Cộng sản lãnh đạo chọn lựa như thế nào là quyền tự do của họ. Nhưng nếu họ dùng biện pháp bắn vào người dân Việt Nam thì họ cũng không còn lý do để tiếp tục tồn tại. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay Chủ nhật ngày 14 tháng 3 năm 2021 với bản tin Công an Việt Nam sẽ bắn hay không bắn vào người dân Việt Nam khi họ đi biểu tình. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.